Thời gian vừa qua, tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh có lúc có nơi, có thời điểm diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc các đối tượng lợi dụng địa hình, địa thế khó khăn, địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận để khai thác khoáng sản trái phép. Trước thực trạng trên, qua công tác điều tra của ngành chức năng, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô rất lớn trên địa bàn xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, Công an tỉnh Bình Thuận đã lên chuyên án để đấu tranh. Để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ, an toàn cho thành viên ban chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt động viên tinh thần đến từng cán bộ chiến sĩ phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của lãnh đạo ban chuyên án. Trong này rất là rộng, địa bàn địa hình rất rộng, rất phức tạp, rất khó khăn. Đã được trang bị rồi, võ thuật, kỹ năng chiến đấu, rồi kỹ năng xử lý các tình huống. Đồng chí được trang bị rồi thì giờ đồng chí tự bảo vệ mình. Và đó là không thể ai thay đổi được. Đồng chí phải cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ. Và các tổ trưởng phải biết được đội viên của mình. Ví dụ 5 đồng chí phải biết được tên. Thì khi chiến đấu, khi công tác ở trong đó, đồng chí phải quản lý được nhau. Nhưng khi thu quân phải đúng. Khu vực các đối tượng dùng để phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng là vùng đồi núi hiểm trở, rộng khoảng 3 hectare. Nằm sâu dưới thung lũng, cách xa với đường giao thông liên tỉnh giữa huyện Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, việc đấu tranh bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, để đấu tranh và bắt giữ các đối tượng vàng tặc thì lực lượng ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng ban chuyên án phải di chuyển từ thành phố Phan Thiết ra địa bàn xã Phan Sơn của huyện Bắc Bình. Đây là địa bàn giáp ranh giữa huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng và huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Do địa hình hiểm trở cũng như là để đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ thì lực lượng ban chuyên án đã phải lội rừng băng suối, đi bộ hàng tiếng đồng hồ mới có thể tới được cái địa điểm mà các đối tượng tuyển rửa vàng trái phép. Khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 12, hơn 150 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bình Thuận đã bí mật di chuyển đi xuyên đêm đến khu vực ngách đào dữ thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình và bố trí lực lượng mật phục và chờ lệnh phá án. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 12, sau khi nhận lệnh phá án, các tổ công tác dưới sự chỉ huy của các tổ trưởng đã đồng loạt bao vây, ập vào và bắt gọn các đối tượng có liên quan. Nắm được cái nguồn tin tại cái xã Phan Sơn là nó có cái trường khai thác, tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, tập kết và dễ về để mà tuyển lửa để mà coi như là tìm kiếm kim loại nặng và tiến hành đẩy lên chuyên án. Trong quá trình chuẩn bị thì công tác phối hợp hiệp đồng giữa các phòng công an tỉnh rất là chặt chẽ đối với lại công an huyện Bình rất là chặt chẽ và tiến hành chọn ngày giờ phá án 11 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023 thì công an tỉnh quyết định là phá án. Thì được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc công an tỉnh, thì công an tỉnh có huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an huyện Bắc Bình và các phòng ban nghiệp vụ cũng như các cái sở có liên quan. Đến 2 giờ 30 phút thì các lực lượng là có mặt ở nơi mà khai thác khoáng sản trái phép, thì chúng tôi bố trí lực lượng do sự trinh sát nhiều lần chặt chẽ cho nên là cái công tác đấu tranh triệt phá là đạt cái hiệu quả rất là cao. 28 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng bóc tách làm việc với từng đối tượng. Qua đó, xác định được 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây tuyển rửa kim loại nghi là vàng trái phép là Nguyễn Mạnh Hoàng, sinh năm 1988, Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1954, Hoàng Minh Ngọc Hưng, sinh năm 1993, cùng ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, và Phạm Văn Cường, sinh năm 1974, quê tỉnh Thái Nguyên. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận xác định các đối tượng mua quặng từ thôn Ma Bó, xã Đạ Quynh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, thuê phương tiện chở quặng về khu vực này. Sau đó, dùng hóa chất độc hại để tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng. Ngành Tài nguyên đã phối hợp với lực lượng công an và địa phương triển khai lấy 8 mẫu nước và 7 mẫu đất, 1 mẫu bùn để phân tích thành phần tính chất của các mẫu để làm cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã tiến hành củng cố chứng cứ và tiếp tục mở rộng thì phát hiện các hoạt động của đối tượng như khai thác khoáng sản và có dấu hiệu
là khai thác khoáng sản trái phép, sản xuất điều chế vàng trái pháp luật. Đây là những vấn đề mang tính là có dấu hiệu, chúng tôi sẽ tiếp tục giám định bằng chứng cứ khoa học và sẽ có những chứng cứ về mặt khoa học, chứng cứ để chứng minh các hành vi tội phạm và đưa ra xét xử các đối tượng đúng quy định pháp luật, đúng tội, để góp phần là ổn định trật tự an toàn đối với tỉnh nhà cũng như cho huyện Bắc Bình. Tại hiện trường, công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng, cũng như hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc, máy xay đá, máy bơm, xe bán tải. Đáng chú ý, khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi, gây nguy hại rất lớn cho môi trường. Hiện công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng. Ngay sau khi tham gia triệt phá thành công điểm khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn, sáng nay, lãnh đạo huyện Bắc Bình cũng đã tổ chức đoàn đến thăm biểu dương khen thưởng chúc mừng chiến công của lực lượng công an huyện. Được biết, trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện Bắc Bình cùng các lực lượng chức năng đã tham gia triệt phá điểm khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực ngách Đào Dữ, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép.